Good morning, Morning, teacher. everyone. Good morning, teacher. Yes, say louder, please. Tay đâu, tay đâu. Good morning, teacher. Morning, Morning, teacher. teacher. Morning, Yes, nice teacher. to see all of you today. Yeah. Okay, so you are early bird. Do you know the word? The meaning of the word early bird? Do you know the meaning of the word early bird? Có biết nghĩa của từ early bird là gì không? Về sớm À, đúng rồi ạ. À. Những người là gì ạ? À? Chăm chỉ dậy sớm đấy ạ. À. Gọi là early bird. Thành ngữ trong tiếng Anh đó, không idiom, idiom in English. Rồi, tuyệt vời. À, những thành viên dậy sớm, còn một số thành viên vẫn đang ngủ gật. Vẫn đang ngủ trong nhóm, chưa đi dậy. Đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ tiếp tục bài học của chúng ta ngày hôm nay nhé. Vừa cho ôn hết bài rồi nên là bây giờ không phải ôn bài nữa. Đúng không? Ôn hết nội dung của tuần trước rồi đấy. Nội dung lần trước là ra được 12 âm rồi. Tuần này chúng ta lại đi tiếp nội dung tiếp theo. Tuần này chúng ta vào tuần thứ 5 rồi nhỉ? Đúng không ạ? Tuần thứ 5 rồi. Từ tuần trước là chúng ta học giao tiếp. Hai buổi đều giao tiếp đúng không? Tuần trước là hai buổi đều giao tiếp. Tuần này thì một buổi phát âm, một buổi giao tiếp nhé. Rồi. Thứ hai sẽ phát âm, còn thứ sáu sẽ giao tiếp ạ. Rồi. Thế lớp mình các bạn là chăm chỉ làm bài quá nên là cô hôm nay cũng được buổi thức hơi muộn nên là thức hơi quá giờ, quá giấc, mình thức chờ lớp luôn. Thấy lớp mình làm bài nộp chăm chỉ quá, hơn 1 giờ vẫn thấy có người nộp bài, thấy hơn 3 giờ vẫn có người nộp bài. Hóa ra là tưởng là hơn 3 giờ thức để làm bài của cô. Thành ra là ở Paris à? Paris là bây giờ là mấy giờ? Hả em? Dạ Paris bây giờ là 12 giờ 15 phút 10 giờ à? đêm đó cô. À, bây giờ là 12 giờ đêm á? Vâng. Thế á? Vâng. Đâu Paris đâu chậm hơn Việt Nam 5 tiếng. à? Có nghĩa bây giờ 12 giờ đêm à? Thế Dạ. là học sáng lớp này để bằng học đêm lúc đấy à? Dạ Thế sao học cái lớp buổi trưa thì nó lại vào buổi sáng lớp? tại vì trong ngày em đi học đi làm ấy, cho nên là lớp tối hay lớp chiều là trúng giờ, buổi chiều bên này là em đi học không được. À, thế cái lớp buổi trưa thì nó trả vào sáng giờ của lớp mình, của em bên đấy cái gì nữa? Lớp buổi trưa 9 giờ là 3 giờ sáng bên này dậy không nổi cô ơi. Đâu? Lớp buổi À, trưa 14 trên này là giờ sáng 12 giờ. 12 giờ thì bên đấy là bên trừ này. đi. 12 giờ. À, buổi trưa hay là đi 12 giờ là trưa thì 7. chả trừ đi 5 tiếng thì còn lại là 7 giờ Là sáng bên đấy làm gì? 7 giờ. Ừ. Vâng. Dạ thôi thức khuya em cũng hay thức khuya. À thế à? Vâng. Lại ra thế. Em sang Paris lâu chưa em? 5 năm rồi. 5 Học năm tiếng rồi khác cơ. xong quên hết tiếng Ô, Anh. Vâng. thế cô tưởng là chăng à, nên bên đấy lại không nói tiếng Anh nhiều à? Tiếng Pháp là chính à? Dạ vâng, chủ yếu là tiếng Pháp, cũng giống Việt Nam, giữa cô có mấy cua tiếng Anh trong trường thôi. Rồi. Thế Mà thì em bên học đại đấy học cho nên là cũng cũng không có nói tiếng Anh nữa. à, cứ là sang đấy học đại học hả? Dạ. Thì là cũng vẫn phải dùng đến tiếng Anh. Tức là vẫn vẫn có những ấy à, sinh viên ngoại quốc à? Rồi, nhưng mà em học bằng tiếng Pháp, chương trình tiếng Pháp. Thôi tiếng Anh em cũng đụng không nhiều đâu, mà học thêm tiếng Pháp nữa cái em quên gần hết tiếng Anh rồi. Nên là học để viết đúng không? Dạ. Đâu có những Hồi sinh xưa em viên học ngoại cũng quốc đối tế. phó trên trường thôi. Ok, Bây giờ lại dễ quên nữa. tuyệt vời. Chúng ta bắt đầu luôn nhé. À đấy, thành viên lên số 32 rồi. Con số 32.
trừ ban tổ chức 2 người là thành 30 người tròn rồi đấy. Như này vẫn chưa đủ. Không bật cam á, sao lại không bật cam? Phải bật cam chứ. Học bật cam thì không bật cam thì ngủ à? Đúng không? À, cô là gì? Tối là thức, tức là qua giấc rồi thôi, làm nốt việc, chờ lớp học ngủ tí không bỏ. Thế là thức luôn đấy, thức nguyên đêm này. Thức nguyên đêm luôn. Bình thường này cô vẫn ngủ, muộn này cô vẫn ngủ, nhưng mà chứ không có thức nguyên đêm như này. Nhưng mà tại vì hôm nay thì việc cũng hơi muộn chút, thế là xong rồi cô làm nó có hơi quá giấc thì là thôi ngồi làm nốt cho sao. Đó. Nhìn bảo ô thế giờ này sắp đến giờ dậy rồi. Ngủ gì nữa. Thôi ok, chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Hôm trước là đến slide hết slide số 2 rồi, ta không ôn lại nữa nhá. Bây giờ chúng ta sẽ sang slide số 3 của tuần tuần tiếp theo ạ. À, nếu mình nào gửi bài lâu hơn 1 giờ có kịp dậy, à có đi hôm nay có vào được học được không, có dậy được không? Hơn 1 giờ là bạn bạn nào được gọi đây này, bạn à, Khánh Trang đây à? Ừ, thế là à Khánh Trang Hà Nội đấy à, tên là Khánh Trang à? Dạ vâng ạ, em có. Thích giỏi vết nhỉ. Thành viên chăm chỉ đây, ban tổ chức phải cho phiếu tuyên dương. Ồ. Thấy các bạn là ban quản lý, các bạn đang làm phiếu tuyên dương ấy. Các thành Sẽ viên chăm chỉ. cố gắng nộp bài sớm hơn. Lớp sáng này thì cô phải đề xuất cho người thêm cái giải gọi là early bird. Đúng không? Lớp tối nó có cái giải làm bài tập đủ mới vào học đều. Thì lớp sáng này cô phải đề xuất cho các bạn quản lý phải cho một cái giải gọi là early bird nữa. Đấy. Chăm chỉ mới dậy sớm đúng giờ. Đúng không? Rồi, chúng ta sẽ vào âm tiếp theo ạ. À, âm tiếp theo của chúng ta là âm này. Tờ, ra hơi. Ra hơi. Đầu lưỡi chân răng. Ngày chủ nhật là ngày cô nhiều ca học nhất đấy, từ sáng, từ 4 giờ sáng đến tận muộn. Hôm qua cô giúp một bạn cũng hơi gặp vấn đề một chút nên là muộn. Sáng sớm này bạn vừa gọi điện. Vừa gọi điện cô cảm ơn. Thì cũng có vấn đề trong cuộc sống, à vấn đề thì là cô giúp đỡ, thì là vừa gọi điện vào đêm em định gọi cho cô thì sao không gọi, và sợ cô ngủ, cô ngủ đâu, cô thức cả đêm ấy chứ. Cô trêu mà cứ thức cả đêm vì canh cho chị chứ. Trêu đấy. Rồi, tờ ra hơi, đầu lưỡi lên chân răng, đầu lưỡi lên chân răng đấy mà ra hơi ạ. À, ừ, bạn cho đầu lưỡi chân răng biết chân răng chỗ nào không? Chân hàm răng trên ý, chân hàm răng trên ý, biết cho chỗ nào không? Ừ. Đấy, cho chỗ đấy. Gãy ra. Rồi, tiếp tục ạ. Good job. Good. Rồi, tiếp tục ạ. Good. Đó. Nên là từ T top ten teacher. Đúng không? Không phải thế đâu nhá. Mà nó gì ạ? À? Đầu lưỡi chân răng này. T. À. Cho đây, đọc đi. T. Thì Rồi, tiếp tục ạ. Top. Top Tiếp tục ạ. À, ten. ten Ten. ten Phải teacher đó nha. Tờ đầu lên sẽ răng ra hơi ạ. teacher Teacher. teacher teacher Chờ teacher chờ cong môi ạ. Teacher. teacher Good teacher job. teacher Teacher. teacher Rồi. Again teacher one time. teacher T. Tiếp tục ạ. À, top. teacher
Top, top, ten, Top, ten, 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 teacher, teacher, cái môi bật chữ tờ nha, hột, teacher, hột, chữ hột, tờ cuối đầu lên trên răng ạ, à? cat, Cat, vọt, cat, the cat, chú cat, cat, good job, đấy, cứ đầu lưỡi trên răng được cat, thôi, đây em là dễ mà. Đây. À, xin mời các lớp đọc lại từ đầu, ạ. À. Đọc lại nào. Tì, đúng rồi, tiếp tục ạ. Okay. Good job. Tiếp tục ạ. Teacher, teacher, chờ con muội, teacher. Teacher, Good teacher, tiếp tục. Mì môi, hột, bật chữ tay lên. Hột, hột, good job. Các bạn lưu ý cho cô ạ. À. Chưa cho đọc từ đấy vội ạ. Gọi trừ trường hợp sơ tờ ST. À, ST đi với nhau ấy. Ngoại trừ trường hợp là tờ, sờ và tờ đi với nhau ạ. À. Thì đọc tờ của Việt Nam ạ. À. Nếu S đi với T thì đọc chữ tờ của Việt Nam ạ. À. Được chưa? Đọc tờ của Việt Nam ạ. À. Đây. Đây, stop. Đúng chưa? Con nên sờ tờ chưa? Tờ rõ ràng chưa? Không phải thờ nhưng mà đọc đúng nha. Stop. Stop. Đúng không? Xong tiếp này. Start. Stop. Bạn thấy cái chữ Stop. tờ đầu tiên thì nó gì ạ? Nó ra âm đúng không? Cái tờ cuối cùng nó ra hơi nhá. Tọt. Stop. Stop. Đúng chưa? Stop. Tọt. Stop. Good Stop. job. Đây. Xin mời các lớp đọc từ này ạ. Nào. Stop. Good job. Tiếp tục. Stop. Tọt. Start. Rất tốt ạ. Tiếp tục ạ. Start. Photo. 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 Được chưa? Photo. Đó, các bạn nhìn nhá. Nếu như mà chúng ta đọc là teacher ấy, thì bạn biết có sai mấy lỗi không? Có bao nhiêu lỗi sai bấy nhiêu lỗi? Nếu mà đọc teacher. Có bao nhiêu lỗi sai bấy nhiêu lỗi? Biết vì sao ạ? À? Sai lỗi thứ nhất này. Sai lỗi thứ nhất là chữ tờ. Bị ra âm. Lỗi thứ hai, cái y dài bạn đọc thành y ngắn. Lỗi thứ ba, chữ chờ nó là âm cong môi, âm hôn gió, còn nhớ không? Cái cong môi, đúng không ạ? Lỗi thứ tư, âm ơ này nó là âm ơ ngắn, sau này bạn học nó là âm ơ ngắn. Được chưa ạ? Là nó không, mà nó hơi sâu trong họng, chữ phải chờ tiếng Việt. Lỗi thứ năm các bạn biết là gì không ạ? Thả dấu dấu trọng âm thành dấu sắc, tít. Thế chưa? Thế còn lại là nếu bạn đọc teacher thì có nghĩa là gì ạ? Có bao nhiêu âm thì bấy nhiêu lỗi. Đúng không? Có đủ 5 thứ thì sai cả 5 chữ luôn. Đây là cái chữ này nhìn trông nghe phải đơn giản đúng không? Ai à, nhớ đúng không? Teacher đúng không? Nhưng mà cuối cùng là gì ạ? Sai hết luôn. Đây là cái vấn đầu tiên là không tít thẳng dấu sắc đâu nha. Tiếng Anh thì trọng âm có trọng âm rơi vào không đọc mạnh như dấu sắc Việt Nam đâu ạ. Nên nó chỉ hơi đọc mạnh hơn so với ngược lại thôi. Nên nó chỉ đọc là T, T. Thì chữ tờ ra hơi, chữ Y có dài. T, sure, T, sure. Đúng không? Teacher. Nhờ, tôi là một giáo viên mà I am a teacher. Mà là gì? I'm a teacher. Nhờ, I'm I'm a teacher. I'm a teacher. Nhờ. Đó. Được chưa? teacher Còn ngoại trừ cho cô trường hợp sờ tờ nha. ST này để ý cho cô nha. Nó đọc sờ tờ giống tờ Việt Nam. Chỗ này giống tờ Việt Nam. Nhưng cái âm này phải ra hơi nhá. Đầu lưỡi sẽ răng ra hơi. Start. 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 Nhưng mà start tờ đâu nhá. Start. Start. Rồi. Start. Xin mời sang âm tiếp theo nào. Start. Start. Âm đờ ra âm à. Đờ ra âm. This. 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 Đờ ra âm. Quay lưỡi vào trong. Yeah, quay lưỡi trong vò mềm. Ờ, đây. Cái vòm của chúng ta đây. Bình thường đờ Việt Nam mình là đờ, đây, đờ, đó. Đờ, đó. Đúng không? Đấy, đờ, 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 đờ. Lưỡi thẳng đờ. Đúng không? Vậy thì đờ của tiếng Anh sẽ như thế nào để cho chuẩn đây ạ? Các bạn nghe nhá. Cái đờ, cái từ mà cô đọc là đo, đó. Đấy là đờ tiếng Việt ạ. Nhưng cô chỉ đọc cái đờ của tiếng Anh nó khác này.
Door. 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 Các bạn biết nó khác nhau thế nào không? Door. Cô mở miệng các bạn nhìn nha. Nó khác nhau thế nào biết không ạ? Đây, cô đọc chữ đầu Việt Nam. Đó, đó. Mở Door. miệng các bạn nhìn thấy rồi đúng không? Door. Đây, bây giờ các bạn, cô Door. đọc đờ tiếng Anh à? Door. 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 Các nhìn thấy Door. không? Cô mở miệng các bạn nhìn thấy chưa? Cuộn lên Lưỡi nó thế Door. nào ạ? Cuộn lên trên mâm Door. thịt. Ờ, đúng Không. rồi, chính xác ạ. À. Cái lưỡi của Door. chúng ta phải cong lên trên ạ. À. Door. Không phải chân răng đâu nhá, phải để chỗ chân răng à. Quay trong. Quay trong. Ừ. Quay vào trong tí ạ. Đấy, đợi đấy. Đấy. Hay đến đây. Hay đến đây. Đặt lưỡi quay trong gì ạ? Ừ. Không gãy nó phát ra. Nhớ được không miệng này. À, đờ, đờ, đờ. Đây này nhá. Nhìn bằng thừa. Dạ. Nhớ tay như này không gãy ra này. Quay lưỡi trong thôi. Gãy từ lưỡi từ trong ạ. Đờ. Ok. Đờ. Door. Door. Đờ. Dear. Như trong một gầy thôi nhưng mà nhớ nhớ đừng thế nào hướng dẫn như có thế là được, đặt tay đây để biết là mình không mở đi ạ. À? Tiếp nào. Duck day. Duck dog. Duck deer. Dear. Duck dog. Duck daddy. Duck daddy. Các bạn. Duck drain. Green. Quay lưỡi vào trong thì nó chỉ được nửa chữ đờ thôi là drain, nhưng nếu không quay lưỡi trong là đờ rain. Green. Đờ là muốn tiết, rain là muốn tiết, là thành gì an tiết rồi Green. dạ. Nên là chúng ta thì chỉ đọc gì ạ? À? Green. Quay lưỡi trong ạ. Drain. Drain. Green. Good Green. job. Drain. Đúng rồi, chính xác như vậy. Dạ. Green. À, quay lưỡi trong được chưa? Có bạn nào không quay được không? Do. Có bạn nào quay bị khó không? Do. Do. Lưỡi nó cứng không uốn bao giờ nên là kiểu gì nó cũng sẽ hơi khó một tí là quay lên trên đúng không? Bởi vì người Việt Do. Nam mình nói chữ N mới L thì thành ra một vị trí lưỡi hết rồi đâu nữa. Đúng không? Nào quay lưỡi trong lại nào. Đợt, đợt, dog. Dog. Để tay lên đây này, không là nhớ đâu lại bẩy ra ngoài. Đợt, đợt, Dog. door. Dog. Duck, Dog. duck, daddy. Dog. Cứ gầy trong ạ. Daddy. Duck, duck, daddy. Daddy. Duck, 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 dog. Daddy. Duck, duck, Dog. door. Dog. Duck, duck, deer. Dog. Được chưa? Ok. Cứ quay trong một duck, duck, duck. Nó sẽ cứ giật. Còn thò ra ngoài. Đờ, đờ, đờ. Đúng chưa? Quay ra ngoài nó sẽ là như thế, được chưa? Ok. Nào bây giờ cuối một chữ. Cuối một chữ nguyên tắc là ra âm thì phải đọc nhỏ bằng 2 phần 3. Vậy vấn đề là làm nào để nhỏ bằng 2 phần 3 đây? Bởi vì cái lực lưỡi khi bạn cho vào trong nhá, xong bạn gẩy nó ra ngoài nhá, thì cái lực lưỡi của bạn nó rất là mạnh đúng không? Nếu bạn gẩy ra ngoài này thì âm nó sẽ rất là mạnh đúng không? Nên để âm này nó nhỏ volume đi. Thì bây giờ lưỡi đang như này đúng không? Lưỡi đang cu cu này đúng không? Bây giờ không gãy ở ngoài nữa, gãy ở trong nữa. Nó đang ở trong rồi, gãy vào nhẹ vào trong rồi, gãy nhẹ vào trong rồi. Để đọc đờ, đây quan sát cô làm này. Đây, cô mở miệng quan nhìn rõ nha. Đây. Đợ, 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 đợ. Các bạn thấy cô lưỡi cô có phật ra ngoài không? Không đúng không? Nhưng đầu một chữ cô dạy các bạn phật lưỡi ở ngoài này. Đợ. Thấy lưỡi ra ngoài chưa? À, đợ. Thấy nó ra ngoài chưa? Nó to chưa? Đợ. Thấy to chưa? Bây giờ nhá, gẩy ra ngoài nữa, quay trong này, gẩy nó vào trong một tí ạ. Nhìn chưa? Đấy, không gãy ra nữa. Thấy chưa? Thì nó nhỏ hơn chưa? Nên là từ nhá. Ở cuối một chữ nó đọc là send. Đấy, thấy nó gãy trong. Send. Đúng không? Old. Gãy trong. Old. Đúng ạ. Card. 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 Old. Câu sáng nó có cổ nhá. Đúng rồi ạ. Rồi ạ. Card. Card. Thấy chưa đấy? Tóm lại ở cuối một chữ phải gảy vào trong.
Nào, bây giờ xin mời đọc cho cô từ đầu tiên, gầy lưỡi, gầy quay lưỡi trong đọc đi. Đầu tiên. Đây Gầy, đúng rồi, tiếp tục nào. này đầu 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 thì đúng rồi. Tiếp tục nào. Quay lưỡi trong. đầu đúng rồi. đầu Tiếp tục nào, quay lưỡi trong. daddy Daddy, daddy daddy, đúng rồi. Tiếp tục nào. daddy Daddy, quay lưỡi trong. Drink, 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 drink. Next one, gầy vào trong nha. Old, đọc tận được. Old, đúng rồi. Nhà Trần Hoàng Việt, mấy hai anh em học à? Ở đâu, bị đâu, đâu học à? Vâng ạ. Cô trong Thần. hôm nay nhà em mất điện. À, mất điện à? Sao mất điện mà sáng thế? Em vào tận Ninh Bình học. Bạn ấy đang đi du lịch đấy cậu. Vào tận Ninh Bình đón nhưng mất điện, đang Sướng thế. đi du lịch, Vào vừa đi tận Ninh du Bình du lịch lịch. Vâng, bạn ấy chăm chỉ lắm ạ. À. Bạn đi du lịch bạn vẫn tranh thủ học À, thế thì cậu sao biết mà đi du lịch nhà ạ. anh à? Dạ bạn ấy gần nhà em ạ. À, gần nhà. Thế là anh giới thiệu vào học à? Dạ vâng ạ. À đây à, thì đi học du lịch phải bố mẹ mà học cạnh nhá, tập trung vào. Mẹ em đang lo cái mạng. À thế à, lo cái mạng à. Rồi đây, so sánh giữa tờ và đờ các bạn lưu ý nhá. Tờ thì ra hơi, còn đờ thì ra âm. Tờ đầu lưỡi chân răng gảy ra ngoài, nhưng mà đờ phải quay đầu lưỡi trong. Đây, tờ lưỡi chân răng này, đờ quay trong này, đờ. Tờ lưỡi chân răng này, đờ quay trong này, đờ. Tờ lưỡi chân răng quay Đợt. trong, đờ. Đợt. Đọc đi. Đợt. 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 Bây giờ vào từ này, đầu lưỡi chân răng đọc tru, Đợt. quay đầu lưỡi trong tru. Tru. À, đầu lưỡi chân răng bật ra nhé. Sent. Sent. Gảy vào trong. Sent. Sent. Tiếp tục gảy ra ngoài. Thật. Gảy vào trong. Thật. Hard. Ra ngoài nhé. Right. Right. Gảy vào trong. Right. 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 Tiếp tục chain. Chuyển. Quay vào trong ạ. Drain. Drain. Rồi, xin mời cả lớp đọc lại. Again one time. Đầu lưỡi chân răng. Two. Quay trong. Two. Tiếp tục gầy gầy lưỡi ra ngoài. Sent. Sent. Gầy vào trong. Sent. Sent. Đúng rồi. Tiếp tục gầy ra ngoài. Gầy vào trong. Gầy ra ngoài. Quay chân. Gầy vào trong. Quay chân. Chân. Quay lưỡi trong. Dream. 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 Ok rồi đúng không? Đầu tiếp theo N. Ghi âm này ra âm. Đầu và giữa một chữ. Đầu và giữa một chữ đọc giống N Việt Nam. Đầu và giữa một chữ đọc giống N Việt Nam. Thế N Việt Nam mình đọc nào? Và những người không ngọng đọc N cho cô cả. Những người không ngọng đọc N cho cô cả. N. Lưỡi để đâu? Để đâu? Uốn lên trên hàm trên, hàm hàm trên, hàm răng trên. Chỗ nào nữa không? N. N. Bảo N chuẩn Việt Nam mình đọc thì đọc được, nhưng bảo lưỡi để đâu là không biết nó chỗ nào nó chuẩn được, đúng không? Thế vì sao không? Những bạn không ngọng ấy, những bạn không ngọng thì bạn đặt lưỡi chỗ nào đọc chữ N này cũng chuẩn hết. Nhưng mà những bạn mà ngọng mà đọc luôn đặt lung tung thế chỉ đương nhiên là không thành rồi. Nên thực chất âm N chuẩn của Việt Nam mình ấy, nên là có dạy ai ngọng ấy thì nhớ rằng là đừng có dạy người ta
đặt được cái vị trí mình vẫn đặt nhá, cái vị trí mình vẫn đặt mình có thể làm được nhưng với người ta là không làm được đâu. Nên ngày xưa thì cũng bị nó dạy thế. Nên ngày xưa cô Ngọng mà Bắc Giang Ngọng ở tỉnh, nên là đọc bao nhiêu thứ câu này câu kia cuối cùng trái đâu ở đâu cả. Bởi vì thực ra bản chất ấy là mình không biết xuất phát điểm của lưỡi của ông N nó ở đâu. Nên khi chúng ta gì ạ, biết được phát điểm lưỡi thì chúng ta sẽ đọc này cực dễ luôn. Tại khi cô học phát âm của âm N với âm D này, cô mới phát hiện ra vị trí phát điểm lưỡi sau 5 phút sau là bắt đầu cô đã sửa được L với N rồi. Và từ đấy khi cứ nói đến chữ chữ L, N là cô phải chậm lại một tí. Chậm lại một tí. Thì khi mình nói chậm đi tí thì cuối cùng là cô thoát được ngọng L với N này. Từ ngày cô học phát âm đấy. Chứ không phải học tiếng Việt đâu. Tiếng Việt ai dạy cho hết câu này câu kia chẳng khỏi được. À chẳng chả đỡ được. Đây. Bí quyết đây xin thưa. Ở đây có bao nhiêu người ngọng? Có bao nhiêu bạn ngọng? Có một bạn này à? Hai bạn thôi à? Đúng lắm. Ba bạn thôi à? Có ba bạn ngọng thôi à? Rồi xịn thế. Thì Nam Định Ngọng này đúng không? Nó gọi là Hà Lam, gọi Hà Lam Linh. Đúng rồi. Ngày xưa cô đọc thế hết thì gì nữa, ngày xưa cô đọc thế hết tất nờ cào thì là thật hết, đọc Hà Lội hết rồi. Thế cho dễ. Thì các bạn hiểu như này nhá. Cái âm n cao này các bạn nhớ là xuất phát điểm lưỡi của nó giống hệt vị trí lưỡi của âm đờ. Biết âm đờ không? Đờ mình vừa học gì, quay lưỡi trong đầu lưỡi chân răng này đúng không, quay trong, quay lưỡi trong. N n n đọc đi, n n n đúng chưa, n n n đúng chưa, quay lưỡi trong ạ. Còn đầu lưỡi chân răng nó ra chữ l ngay, quay trong, n n n đấy. Về nhà cứ tập nhá, cứ n nếu n thấp nha, quay cái lưỡi trong mà đọc n n n near n nice đấy, lại cứ quay lưỡi trong cả. Cái này n Việt Nam mình về nhà cô chỉ bí quyết thôi nhá, về và tự đọc nhá. Cứ cứ đến chữ n này cong lưỡi trong mà đọc, còn ở cuối chữ này, cuối mặt chữ không đọc thế đâu, cuối mặt chữ quay lưỡi trong và phát âm ra ư n ân ân ân, quay lưỡi trong này. Đặt tay này. Chỗ họng này, chỗ họng này nó sẽ rung rung ở đây này. Bạn có thấy cái dây thanh quản bạn nó rung mạnh hơn không? Quay lưỡi trong ạ. Rồi đấy, bây giờ các bạn nha, làm việc này cho cô này, bịt cái mũi lại, lấy tay bịt chặt cái mũi lại xong ấn cho cô cái nào, quay lưỡi ấn cái nào, bịt chặt vào, bịt hết vào đi, vào thấy cái gì, thấy cái gì khác biệt không, thấy cái gì luôn, nội không thấy gì à? Không thở được luôn. Mỗi mỗi rung Không rung. phải không thở được, có liên quan đâu. Bạn bịt một Không tí thì có gì không thở được. Bịt tí rung thì thả ra ngay, chứ cô ai bảo bạn bịt mãi. Bịt mãi giờ không thở được là chuyện bình thường. Có gì đâu, mũi để thở, bịt mũi lại thì hết thở là chuyện, tất nhiên đấy. Cô đang nói cái âm, cô có thấy gì khác biệt không? Đây. Các bạn quan sát cô làm nhá. Cô bịt mũi này, cô bịt mũi này, chỉ vị trí lưỡi hai cái lưỡi khác nhau thôi, các bạn sẽ nghe khác hẳn này. Đầu tiên này, ừ, lấy lưỡi ra ngoài đúng không, bây giờ cô quay lưỡi trong chuẩn này, quay lưỡi trong chuẩn này. Chưa? Như lợn chọc tiết đúng không? Như lợn chọc tiết đúng không? Chuẩn này. Đúng nhờ, khi nào các bạn Chống bịt mũi lại nó phải ực như thế, giống như lợn trong tiết đi, đúng như thế đấy, thì là âm chuẩn đấy, thì lưỡi đang đặt chuẩn đấy đấy. Bạn cứ kéo trong tay mũi bạn bóp là bạn kiểm tra được lưỡi, lưỡi đặt chuẩn hay không. Lưỡi đặt chuẩn thì nó sẽ ực, được chưa? Còn lưỡi không đặt chuẩn thì nó ra ẩn ẩn to đùng, ẩn ẩn to đùng đúng không? Bởi vì sao các bạn, bịt mũi là bạn biết ngay, bởi vì âm này được gọi là mũi. Âm mũi có nghĩa là âm nó sẽ được tạo ra gì ạ? Nó sẽ ra được gì ạ? Nó ra đằng mũi. Âm nó ra đằng mũi, giờ có âm nó ra đằng mũi thì bịt hết lại rồi còn ra cái gì nữa. Đúng chưa ạ? Âm nó ra đằng mũi, thế nên gọi là âm mũi đấy ạ. Nên kiểm tra mũi là biết ngay. Được chưa?
Thế nên hôm nay chúng ta chỉ cần đặt tay lên mũi là kiểm tra được ngay. Nếu như thế là đang đặt lưỡi chuẩn rồi, cứ chỗ đấy mà đặt, cứ tự tin chỗ đấy mà đặt. Thế ra nếu mà cứ bịt mũi lại là thì gì ạ? À? Cứ đặt tự tin chỗ đấy đặt. Thấy chưa? Quay trong nào. Thắng đi. Rồi. Nhưng ở cuối một chữ thì đọc nhỏ hay ba thôi, không đọc vào từ này. Chèn to thế không phải thế đâu nhá. Nó chỉ có nửa dương của nửa cái chữ ân thôi. Được chưa? Đây ví dụ này. Chèn. Có thấy ân ân cuối không? Chèn không là không có gì. Nhưng mà bắt đầu cô cho âm này. Chèn. Chèn. Thấy không? Chèn. Đấy. Chữ ân ân cuối. À, không phải men không nhá. Men không là không có gì cả. Mà ân ân cuối này. Men. Đúng không? Cái bút này không phải pen không nhá, mà là hèn. Đấy ân ân cuối chưa? Hèn. Chưa? Ok. Đó. Nên n đầu chữ quay lưỡi trong nhá. Là, chữ chỉ quay ân ân tí, có gì đâu. Không nào, đọc nice. Nice. Trong nhá. Nào. Nạp Bờ cuối bên môi lại ạ. Nào. nạp nạp Tiếp tục này. Quay lưỡi trong ạ. Near. Near. Nên cuối sun. Nên cuối ạ. Sun. Sun. Next one. Fun. Nên cuối fun. Nên cuối không? Fun. Con này cái hen không được cũng được nhau. Nên cuối ạ. Hen. Cứ quay lưỡi trong ân ân tí. Hen. Rồi next one. Funny. Money. Mở mí môi. Money. 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 Rồi, xin mời cái lớp đọc lại từ đầu tiên. Quay lưỡi trong đọc. Nice. Nice. Rồi, tiếp tục quay lưỡi trong đọc. Nạp. Mở mí môi bật ra. Nạp. Quay lưỡi trong đọc tiếp. Nhiều. Đúng rồi. Ân ân là cuối nào? Sun. Đúng rồi. Tiếp tục nào, ân ân cuối nào. Fun. Good job. Next one, ân ân cuối nào. Hen. Good job. Next one. Funny. Funny. Good job. Mở mí môi. Money. Good job. Tốt ạ. Rồi, lợt cao. Đầu lưỡi chân răng. Giống hệt âm tờ ấy, ra âm. Đầu lưỡi chân răng vị trí lưỡi giống hệt âm tờ luôn ạ. Nhưng mà ra âm. Ở đầu và giữa một chữ, ghi đầu giữa một chữ. Đọc giống L Việt Nam. Thế L Việt Nam mình đọc nào? Đầu lưỡi chân răng còn gì nữa? Đầu lưỡi chân răng L, 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 L. Cứ đầu lưỡi chân răng mà đọc, đúng không? Bây giờ đọc một L một tờ xem. L, L, L. Và cùng một vị trí không? L, Đúng không? Quay lưỡi trong nha, các bạn thấy là chữ N và D cùng vị trí này. Bây đọc đọc N, N thấp ý. Một N một D, bạn thấy nó cùng vị trí không này? N, D, N, D, N, D, N, D. Có phải cùng một vị trí không? Đấy, N với D cùng vị trí. Còn T với L là cùng vị trí. T và L là một vị trí. Đã. Nào, chữ L cao là đầu lưỡi chân răng này. L. L. Letter. Like. Like. Good job. Nào. L ở cuối một chữ. Vẫn đầu lưỡi lên chân răng. Dạ. Đầu một chữ. Dạ. Thì đọc giống L Việt Nam. Cuối một chữ đầu lưỡi chân răng. Và đọc chữ ở. Đọc chữ ở. Bình thường mày đọc ờ đúng không? Nào. Bình thường thì ờ đúng không? Bây giờ ờ là không được lưỡi thả ra nhẹ ờ. Ngoài lưỡi thèm nhá. Nào bây giờ đưa lưỡi lên chân răng xong ờ nó ngồi nhá. Này quan sát cô làm này. Ồ. Thấy chưa? Thấy ờ đấy chưa? Ờ. Nào bây giờ lưỡi lên này. Ồ. Đúng chưa? Cho lưỡi lên răng. Ồ. 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 Thấy chưa? Ồ. Cứ đưa lưỡi lên răng mà ờ. Nhưng nhớ không được thả răng, không được thả lưỡi ra nhá. Bây giờ đây. Ồ. Ồ. Ồ.
chưa? Đấy. Ô. Ô. Đúng chưa? Đây là từ các bạn nhớ này. Cái từ cao ấy, bạn không đọc thô không đâu nha. Thôi thô không là phải có chữ L cuối này. Đầu lưỡi trăng nhớ này các bạn lưu ý. Nó ra âm nên ở giữa một chữ đọc nhỏ 2/3. Nhỏ 2/3 đây thì nó chỉ giữa âm của chữ ờ thôi, 1/3 chữ ờ thôi, phải ờ to đâu nhá. Này quan sát cô làm này. Thò. Có thấy đầu lưỡi trăng ờ tí không? Thò. Đúng không? Cố thú nhá, chữ L cuối này. Thò. Thò. Đúng không? Tiếp theo nhá. Từ từ gọi nhá, gọi này, không phải khô không đâu nhá. Mà có L này. Thò. 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 Có thấy đầu lưỡi trăng ờ ờ tí không? Các bạn biết từ, từ trường học đọc là gì các bạn? Trường học đọc là gì? Có chiều với lớp, có lớp thì không dạy thì đọc school, có lớp dạy xong rồi thì đọc school. Dạy không đọc school nữa thì đọc school thấy sao? Và school thì nó lại thành n sai. Thế bảo bây giờ cô bảo không được đọc school. Cô phải đọc chữ l lên, chữ l không đưa lưỡi lên được, chữ l không đưa lưỡi lên được thì đọc school. À school. Đây đây à. Đúng không, có phải từ này không, đúng không? Đấy, đó là s này, u này, u xong có l đây này, phải đọc cả chữ này lên. Còn đúng là không có chữ, không có cái chữ l cuối này. À, không chữ l cuối thì còn mỗi thế này còn gì nữa, đúng không? Thế s thì đọc không ra âm hai răng này thì đọc lại s, đúng không? S đây là thành ngay âm nữa rồi. Đây là bình thường các bạn đọc school như là không đúng như là n mất rồi, đó là school. School. Yeah, school. School. Đầu lại sẽ đọc ờ. School. Thế là I often go to school đúng nhá. I often go to school. Go to school. Go to school. School. À. Từ này này, will sẽ này. Không phải win đâu nha, các bạn cứ đọc win như này là thành từ chiến thắng mất rồi. Mà chiến thắng thì nó phải có ân ân cuối, bạn vừa học xong. Win, win, đúng không? Ân ân cuối. Còn cái này nó là lơ. Well. Thì khác nhau hoàn toàn không? Rõ ràng nó khác nhau đúng không? Well, well, đây là win, win, yeah, win, được chưa? Nên xin mời vào từ đào cho cô tại tất cả các từ. Nào đầu tiên L đầu đấy xin rằng letter, letter, đây quan đầu lên sẽ sang cuối nha. Tall. Lại các bạn không cần biết âm bạn như thế nào cả. Nhiệm vụ của bạn là đưa cái lưỡi lên cái chân răng ở cho cùng cái. Chưa? Còn không biết âm đúng sai thì không biết. Tóm lại đưa lên răng ở cho nó cái. Được chưa? Đây ví dụ. Đấy, lên được ở cho nó cái. Được chưa? Tiếp tục này. Ở cho nó cuối này. Mò. Ở nó nhỏ hơn tí. Được chưa? Mò. Đầu. Đầu. Xin mời đọc từ đầu tiên. Đầu đầu xin đọc đi. Rồi tiếp tục. Ở cuối. Đúng rồi. Tiếp tục. L cuối tiếp. M. Đúng rồi. Tiếp tục ạ. Đầu. Đầu. Ngồi tôi cho. N mới N thì chỉ có quay lưỡi trong mới thò lưỡi ngoài thôi. Nào quay lưỡi trong đọc cho cô. No. Đầu lưỡi sẽ răng. Low. Quay lưỡi trong. Night. Đầu lưỡi sẽ răng. Light. Light. Bây giờ quay lưỡi trong ở đường cuối nữa nha. Nine. Nine. Bây giờ đầu lưỡi sẽ răng ở đường cuối ạ. Lion. 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 Cô đọc to nghe thấy chưa? Thực ra nó không to đấy đâu ạ. Giờ cong môi lên. Jenny. Jenny. Đúng rồi. Giờ cong môi ạ. Jelly. Jerry. Jelly. Rồi. Nào chữ R. Ra. R ra gì? Theo các bạn ra gì? Red. R ra âm.
đúng chưa? Trong 25 âm phụ âm tiếng Anh có hai âm người Việt Nam không phải học, đó là âm gì các bạn biết không? Một âm đã được học rồi đấy, âm thánh sờ ấy, âm thánh sờ đấy là người Việt Nam mình Tây phải học mình, vì là Tây nó ở Việt Nam mình thánh sờ, chỗ nào cũng sờ đúng không, chỗ nào cũng sờ luôn, là âm đấy người Việt Nam mình không phải học đúng không, bảo phát làm được ngay đúng không. Âm thứ hai là âm này, các bạn ghi ạ, ghi xong rồi không phải học. R đầu và giữa một chữ, R ở đầu và giữa một chữ, đọc giống R Việt Nam, đọc giống R Việt Nam. Vậy R Việt Nam mình đọc thế nào? R Việt Nam là R chuẩn, chứ không phải R gió rét, gió rét đấy mình gọi R đâu nhá. R chuẩn bây giờ chỉ có miền Trung với miền Nam các bạn đọc chuẩn R thôi. Còn miền Bắc mình là gió rét hết rồi, đúng không? Đây là R chuẩn phải hơi cong lưỡi lên. R, R, R. Nên là nếu mà giờ gió rét và zip z là nào học thấy chết. Jerry đọc thấy chết, đúng không? Ở cuối một chữ ghi, ở cuối một chữ có thể đọc hoặc không đọc. Ở cuối một chữ có thể đọc hoặc không đọc. Nếu đọc thì giống ơ Việt Nam nhưng ngắn hơn. Nếu đọc thì giống ơ Việt Nam nhưng ngắn hơn. Thế tóm lại có thể đọc hoặc không đọc thì bạn lựa chọn đọc hay không đọc? Ừ đúng rồi, lớp này khôn thật đấy nhỉ. Không cho nó nhanh. Ở lớp này còn mấy bạn đi tắt cam à? iPhone là bạn nào đây? Bật cái cam lên rồi cho ra bây giờ. iPhone là bạn nào? Để học đây tao thì và tắt cam bây giờ đang tranh ngủ ngủ à? Đang ngủ rồi. Này có bạn còn không có cam, Thành Đạt là bạn nào? Cam đâu? Học đây tao Mấy tắt cam. con hỏng cam cô ơi. Hả? Mấy con hỏng cam. Không cam buổi sau có cam nhá, không cam buổi sau không cho vào đâu. Buổi Máy sau cũng cô không dặn sửa luôn à? được. Không sửa được cam cô ạ. À, không sửa được cam thì không học nữa. Ơ. Thôi. Ừ. Thứ sáu này cô mới báo luôn này, thứ sáu lớp mình vào nội dung quan trọng, không có video học lại trong mọi hoàn cảnh mọi tình huống. Được chưa? Nên thứ sáu là chương trình giao tiếp vào nội dung rất quan trọng, đó là nội dung liên quan danh từ. Mà nội dung danh từ trước giờ cô chưa gửi bất kể một video nào ra mạng hết. Không một lớp nào được có hết ạ. À. Bởi vì cô đã nói luôn là đó là nội dung liên quan bản quyền, là một thứ hai nội dung quan trọng cho phải học trực tiếp ạ. À. Nên thứ sáu không cam không vào lớp đâu nha. Thế à? Em nói thế để biết. Cô Ừ? Thứ sáu là nội dung rất quan trọng, nhắc lại như vậy à. 100% có mặt không có mặt thì đành phải chấp nhận. Vẫn cứ em không thoát được mất gốc. Được chưa? Bởi vì hai cái nội dung quyết định đến mất gốc của level 1 đó chính là danh từ và trạng từ hai phần. Nên cô đã nhắc ngay từ đầu rồi, danh từ và trạng từ sẽ không có video đâu. À, là phải học trực tiếp nên cô nhắc trước thế để cho các bạn chuẩn bị. Ông bảo ô cô chả báo trước gì cả. Cô thả bom với em thì chết đúng không? Cô không thả bom đâu, cô lúc nào cũng nhắc trước hết đấy ạ. Để các bạn hôm đấy thôi bạn nào mà hay ngủ mà hay ngủ quên thì thôi tối nay thức luôn như cô đi. Thức luôn như cô mà chờ chờ buổi học thấy chưa. Trêu đấy chứ các bạn thức như cô chắc các bạn tèo. Cô nó khác ấy. Khác như nào thì sau này các bạn sẽ biết bí quyết nha. Cô thức gần 3 năm nay rồi. Trước đây thì cô không làm được thế nhưng bây giờ thì gần 3 năm nay cô liên tục như Cô vậy. ơi. Ừ? Cái gì? Bạn nào cô ơi đấy? Cô Ơi. à, mạng em lắc suốt học được cô thì em thất ra nhá, À, chập chờn à? Em muốn đi mạng em lắc chơi. suốt em không học được chỗ cô cho em thất ra nhá, Ừ. vào Thấy chắc vẫn là học lắm. thế nói vẫn tốt thế mà. Muốn đi chơi. Rồi, R ở đầu một chữ giống hệt R Việt Nam đọc R Giờ chuẩn còn. cô nói nghe nó cứ giật 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 ấy. À, rồi, ok, bây giờ thấy giật rồi. Bây giờ thấy giật lúc nãy vẫn ngon lắm. Rồi, ok. À, cuối một chữ thì có thể đọc hoặc không đọc, lựa chọn được không đọc đâu nha.
Được chưa? Bởi vì là anh thì nó không đọc anh Mỹ thì nó đọc giống chữ ơ Việt Nam nhưng nó ngắn hơn ạ. À. Ví dụ nha, bên những chữ này thì đúng rồi Việt Nam, rẹt, rịt, right, được chưa? Dễ Right. rồi. Nhưng bạn nhìn chữ cơ, Right. anh thì nó chỉ đọc đến chữ ơ thôi ạ, mother hết. Nhưng anh Mỹ Mother. thì nó kéo dài đuôi chữ ờ ra một tí ạ, Mother. mother, mother, Mother. tức là có ờ Mother. cuối một tí ạ, father. Mother. Tương tự như thế ạ, anh nó đọc là father Mother. hết. Mother. Nhưng anh Mother. Mỹ nó sẽ kéo chữ ờ ra, Mother. father, Mother. father, được ạ, ờ, được ạ. Mother. Rồi, được Mother. ạ. Cái từ âm này cuối cùng không phải học đúng Mother. không? Quá. R với L thì nó chỉ khác nhau mỗi chỗ là R nó hơi cong, L nó lên hẳn. Thì hai cái này thì các bạn không bị nhầm. Người Việt Nam mình thì không ngầm gì đấy. Âm này. Rồi. Âm ngờ ra âm. Ngờ ra âm. Há miệng thụt lưỡi. Thực ra ấy, đây này. Video Tây nó dạy này, nó mô tả nghe rất phức tạp đây. Mô tả cái này này. Đây là cái hòm trên. Đây là cái vòm, đây cái vòm lưỡi. Đây là cái lưỡi. Thế này, nhá. Đây cái lưỡi đây. Với việc phần bên trên này nó gần như bằng nhau. Đây, nhá. Đấy. Thế sau đó thì nó mô tả là à cái âm này cái âm ngờ này là âm tắc sát. Nên là phát âm kiểu gì mà cái cuống lưỡi này với cuống họng nó phải chạm vào nhau, nó tạo ra một âm gọi là âm tắc sát, tức là cuống lưỡi và cuống họng phải chạm vào nhau, thấy chưa? Đấy, phải làm nào để cuống lưỡi cuống họng chồng nhau, nghe rất là phức tạp đúng không? Thực ra đơn giản thế này thôi ạ. Nghe cái mô tả hình vẽ thì trông nó khiếp đúng không? Thực ra đơn giản này để cho bạn cuống lưỡi cuống họng chạm nhau nhá. Bước thứ nhất há miệng, không biết há miệng không, há được đúng không anh chị ạ? Bước thứ hai thụt lưỡi lại, làm được không? Thụt được đúng không? Bước thứ ba phát âm chữ ư ngờ ư nguyền ừ. Nào bây giờ há miệng thu lưỡi. Há miệng thu lưỡi. Ưng nhưng thu lưỡi vào. Thả ra. Thụt ra thả ra. Thả ra. Thả ra. Thả ra. Đúng rồi. Thả ra. Good job. Thả ra. Good job. Thả ra. Được chưa? Bịt mũi vào ừng cái xem nào. Bịt cái mũi vào. Tay bịt vào ừng đi. Bịt ra vào. Ừng cái đi. Thấy thấy một số bạn ở ở cửa đấy, giống như lợn chọc tiết rồi đấy. Ngày xưa là có phải chờ ăn Tết đúng không? Mới thấy mới mới được ăn thịt lợn nhiều. Vì ngày xưa đói lắm. Nên là cứ Tết cái là 27, 28 Tết đã thấy bố chọc tiết lợn rồi. Nghe ạc 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 ạc. Mà cô thì cô thế thôi chứ cô hay sợ là, tức là nhìn thấy lợn chọc tiết dãy dãy mày máu be bét là cô ghê lắm. Cô không phải cô đang nhìn thiệt cái lợn đâu. Nhưng mà nghe thấy, tức là chỉ dám đứng trên, tức là chỉ giờ ở trên nhà thôi. Nghe thấy lợn nó ạc 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 ạc. Chứ còn không bao giờ cô dám xuống đâu. Bao giờ thịt xong rồi cô mới xuống. Chứ nhìn thấy máu be bét thì trông ghê lắm. Cô không sợ, cô không nhìn. Cô nhìn mấy cái thứ đấy. Bao giờ thế, cứ bao giờ bố thịt lợn xong, bao giờ về lúc mà đang chuẩn bị xong hết rồi cô mới xuống. đúng không? Đây quan sát này, lưỡi cô thò ra ngoài, các bạn thấy nghe thấy thấy không đúng không? Bây giờ cô gục lại trong nhá, không thấy gì nữa đúng không? Đấy thì nó chính là đang lưỡi đặt chuẩn đấy, thấy chưa? Nhưng mà nhớ âm này cuối một chữ thì đọc nhỏ 2 3, âm này nó chỉ có cuối thôi, đầu không có đâu, nó chỉ có cuối một chữ thôi, nên là chỉ có một cách đọc duy nhất là thụt lại. Thế thôi mà. Cái thụt lại có gì đâu mà. Tôi nghe trông nó mô tả nghe cái vẻ ghê gớm, trông nó vẻ khó chịu, khó khó hiểu đúng không? Thế đơn giản là há cái miệng thụt lại. Thế thôi mà. Đúng không? Chuẩn chưa? Giống như trò chơi. Đúng không? Bây giờ vào từ này, không sinh không nhá, sinh hát ấy, không sinh không. Thụt lại. Sinh. Đấy, sinh. Thụt lại nhau cái. Đúng không? Thôi son không nhá. Thụt lại lại. Son. Son. Thôi. Bây giờ ngồi long không nhá.
tụt lại ừng nó cái à, Lòng. lòng Lòng. lòng Lòng. lòng Lòng. Lòng. có phải chữ tròn không nhá, Lòng. Lòng. ừng thụt lại ừng như Tròn. cái dạ Tròn. tròn Tròn. tròn tròn Tròn. có phải thế không, Tròn. thụt lại ừng như nó cái có gì đâu đấy, bây giờ là chữ Tròn. ng cuối là phải thụt lại Tròn. ừng cái đúng không, dễ cực luôn mà. Đây nào, bây giờ đọc thụt lại này, Tròn. 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 thụt lại ring Ring. ring ring ring, tiếp tục ạ, ring 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 tiếp tục ạ, ring long long, cứ thụt lại ừng như nó cái có gì đâu. Vâng, tiếp tục long ạ, phải morning không nữa nhá, long ừng ừng cuối ạ, morning morning morning, good job, morning. Thế là buổi sáng Tây nó chào nhau năng lượng, nó gọi good morning đấy, đọc phải good morning đấy, nhưng mà nó vẫn thụt lại ừng ừng có cuối là có thấy không, nó lên giọng nhưng mà thực ra vẫn thấy là ừng cuối là morning đúng không, đấy Morning. vẫn chụp lại ừng ừng tí mà đúng không. Morning. Nào xin mời cái lớp đọc lại nào, cứ thụt lại ừng như nó cái có gì đâu. Nào Morning. xin tiếp tục nào, Morning. ring đúng rồi, há miệng cái thụt ừng cái tiếp tục, ring đúng rồi, tiếp tục nào, long đúng rồi, tiếp tục nào, Morning. morning good job, morning Morning. rồi, tốt rồi, Morning. Morning. xong rồi, hết hết âm của tuần 3 rồi, xong rồi chúng ta tuần trọn vẹn tuần đấy, sướng quá thì tốt quá thì đấy đấy, học tí thì đúng không, hết mà bây giờ thêm tuần này là được 6 âm nữa, 6 âm thì phải, 6 là được 18 âm rồi đúng không, 18 âm rồi còn 7 âm nữa thôi đúng nhờ, còn 7 âm nữa là xong rồi, một buổi là hết mà, một buổi là xong hết rồi, phụ âm mà thôi, lần nửa từ sang nguyên âm đã xong thôi, để quà thứ sáu tặng cả thể nhá, thứ sáu đạt được thì cho cả hai quà luôn. Hôm nay được hơn 30 thành viên là cũng đủ điều kiện rồi Tặng tặng luôn cho nóng cơ. tặng luôn cho nóng á, tặng luôn giờ các bạn để gửi thông tin thì nó hơi mất thời gian tí mà cô đến ca khác rồi, thứ sáu nhá, hai quà cùng lúc cho nó vui, nhận hai quà cùng lúc, thứ sáu cho hai quà cùng lúc, xong rồi thứ sáu lại buổi học quan trọng nữa, coi cho nó đông đủ, ôi không các bạn khác bạn không được quà vậy tiếc đúng không, tôi để thứ sáu kiểu gì mấy thứ cùng lúc thì kiểu gì chả phải dậy đúng không, thế là bây giờ mà các bạn hôm nay vậy được không, thứ sáu mà quên lịch là hết, để động lực cho thứ sáu thì thứ sáu cho vào cho nó thứ sáu vào cho nó không ai quên được đúng không, quên là tiếc chảy nước mắt ra đấy, chảy cả nước mũi ra đấy đúng không, hai quà trong đấy lại buổi học quan trọng nữa, nên thứ sáu vào sớm nha, thứ sáu vào sớm một tí được chưa, không là muộn Vâng đấy, ạ. tại vì là cô Vâng. có ca sau nên cô cũng muộn được hơn được nhá, ok Vâng. rồi, nhớ rồi, hôm nay Ok. lớp mình bằng này các bạn điểm danh hết mà yên tâm được chưa, ok rồi nghỉ nhé, Thank you, lâu teacher. lắm rồi bạn Bye, không teacher. gặp, Cô tay đâu, tay chào đâu. Bye, Say teacher. goodbye. Bye, teacher. Yes, have a nice day. Bye, teacher. Have Yes. another Okay. Bye. Yes.